Khoai tây lúc xoáy siêu nhân nhện đây. Mà vô mọi người ơi. Lại đây mau mọi người ơi. Các cậu, giờ ủng hộ quán khoai tây của bọn tớ đi nào. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì khoai tây lúc xoáy mình làm rất ngon. Wow, nhìn có vẻ hấp dẫn ghê. Các cậu cứ yên tâm, đảm bảo không ngon không lấy tiền. Bọn ăn cho nóng, cũng thơm đấy. Không biết phản ứng của các cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Cái gì thế này? Là khoai tây lốc xoáy. Khoai làm sao vậy ạ? À? Sao nó có thể ngon như vậy chứ? Ôi, con tim nhỏ bé của mình. Thế thì phải mua nhiều ủng hộ chúng tớ nhé. Nhất trí. Bực mình quá đi mất. Đây, tiền đây. Bọn mình cảm ơn nhé. Yeah, vậy là chúng ta bán được hàng rồi. Dám tranh giành địa bàn làm ăn của ta. Thật không biết sợ đây mà. Dạ dân. Ngày mai phải phá bọn nó cho tao. Dạ, nhưng bằng cách nào ạ? Lại đây. Em hiểu rồi đại ca. Cơ hội đây rồi. Anh ơi, giờ ăn khoai tây lốc xoáy đi ạ. À? Không ngon là không lấy tiền đó anh. Thế cho một que đi. Lần sau lại ủng hộ bọn em nhé anh trai. Anh đi nhé. A few moments later. Lần này anh em kiếm được bộ tiền rồi. Chào hai cháu. Tôi nhận được thông báo có người bị ngộ độc do ăn khoai tây lốc xoáy ở quán hai cháu. Ơ, chú cảnh sát, có sự hiểu lầm rồi. Khoai tây bọn cháu làm an toàn lắm mà. Chúng tôi sẽ điều tra thêm. Chú ơi, đừng mà. Cuối cùng thì quán của chúng cũng bị dẹp rồi. Anh cảnh sát ơi. Thưa anh cảnh sát, tôi ăn cái này xong liền bị ngộ độc. Cái này tôi mua ở quán đằng kia kìa. Công nhận cái của đại ca thật thông minh. Vừa khởi nghiệp được 2 ngày đã thất bại rồi. Tiền tiết kiệm cả năm của em đấy. Chắc chắn có gì mờ ám ở đây. Thôi đừng khóc, anh sẽ nghĩ cách. Hả? Sao tên kia cứ lấp ló ở đó vậy ta? Thật đáng nghi. Thôi chết, lộ rồi. Anh Abella, về trước đi, anh đi đây một lát. Anh đi đâu vậy? Tên kia, đứng lại mau. Đứng lại để mà chết à? Không có ngu đâu. Này thì chạy này. Muốn chạy khỏi tay ta mà dễ sao? À, đau. Bỏ ra, bỏ ra. Ngươi bỏ trước. Không, ngươi bỏ trước đi. Nhóc con, ngươi cũng can đảm thật đấy. Hả? Ngươi đụng nhầm người rồi. Không được tới gần. Tôi báo cảnh sát đó. Ngươi dám cướp địa bàn của ta lại còn dám mạnh mồm sao? Hôm nay ta cho ngươi một bài học. Hả? Chú ơi, ở đó kìa. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ờ, không có gì đâu mà. Canh đã bị bắt. Giờ đồ mau, nhanh lên. Cháu cảm ơn chú. Anh có sao không? Làm sao biết là anh ở đây vậy? Là gì thế này? Hả? Camera sao? À, mình có ý này. Chú cảnh sát ơi, mau nhìn này. Trong điện thoại xuất hiện tên lính đỏ đang rình rập. Sau đó hắn biến thành khách hàng. Hắn tới mua khoai tây của hai anh em như kịch bản đã đề ra. Nhưng điều không ngờ rằng hành động bỏ thuốc vào khoai tây của hắn đã bị camera thu lại toàn bộ. Quá ra chính là như vậy. Không hổ danh là em gái của anh. Đỉnh của chớp luôn. Em à, mình đi thôi nào. Tiệm khoai tây lốc xoáy siêu nhân nhện đã trở lại rồi đây mọi người ơi. Mà vô bà con ơi. Tôi mua một cái. Cảm ơn quý khách. Cho tôi một cái đi. Dạ dân đây à. Thật may mắn, hai em Jem và Annabella đã được vinh quang. Cả hai mở lại quán khoai tây của mình. Lần này lượng khách còn đến đông hơn cả lần trước. Đúng là ở hiền thì sẽ gặp lành mà. Ngày chủ nhật. Hay da, đã đến giờ dậy rồi. Các tình yêu của anh đến đây. Hôm nay anh sẽ dành cả ngày chơi cùng các em. Cùng chơi. May quá. Trời ạ, con có sao không? Con trai, hôm nay chúng ta sẽ dành cả ngày để đi dã ngoại. Yeah, đi dã ngoại kìa. Đi theo em trai. Dã ngoại á? Không đâu. Đến lúc rồi. Con không đi đâu, thả con ra. Con muốn ở nhà chơi với siêu nhân xanh cơ. Đi đi con trai, chúng ta cần phải gia tăng tình cảm. Không, con không đi đâu. Nếu mà con không đi, bố sẽ... Không,
cô định làm gì? Ta sẽ giam giữ siêu nhân xanh của con suốt đời. Không! Tuyệt vời! Một ngày thích hợp cho chuyến dã ngoại gắn kết tình cảm gia đình. Đúng thế bố ạ. À, phải không con trai? Không phải vội, bố biết là con sẽ hào hứng mà. Chúng ta đi thôi nào. Chúng ta đến nơi rồi. Ôi không, mưa rồi. Sao bố bảo trời đẹp lắm, thích hợp dã ngoại? Bao giờ trời mới tạnh đi? Chán quá đi mơ. Trong khi bố và Annabella đang chán nản vì trời mưa, thì Parker vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình và siêu nhân xanh. Các con, trời tạnh mưa rồi này. Bố ơi, ở đây đẹp quá. Alo, công ty bị mất một lô kẹo mút á. Tôi đến ngay, hai chị em ở đây chơi, chiều bố qua đón nha. Bố cứ yên tâm ở bọn con ạ. À, em trai, bắt đầu thôi. Ơ kìa chị, còn chỗ này thì sao? Đợi em với. Wow, nhìn xem, nhiều đồ ăn ngon chưa này. dừng lại mau. Chú ấy làm sao vậy? Dừng lại ngay. Khu vực này cấm ngồi lên cỏ, mau theo ta về đồn. Sao cơ ạ? À, bố ơi, mau cứu chúng con với. Thả chúng cháu ra đi mà. Không, mình không muốn. What? Chú ơi, tha cho chúng cháu đi ạ. À, để tình lần đầu vi phạm, ta sẽ tịch thu hết đồ ăn. Thu hết đi ạ. À, hay là hai đứa muốn về đồn? Bọn cháu thu ngay đi ạ. À, đưa đây nào. Đưa nốt đây. Sau này không được vi phạm nữa nghe chưa. Đồ ăn của chúng mình. Chán quá, chẳng được cái tích sự gì cả. Thôi chết rồi. Em trai, chạy mau. Chạy đi. Mau lại đây ăn gà rán đi nào. Mùi thơm quá. Chị đói à? À không, không. Ui da. Gà rán ngon lắm, lại đang được giảm giá. Mua đi hai đứa. Nhưng mà cháu không có tiền. À, ta rất thích siêu nhân xanh trên tay cháu. Cháu có thể dùng nó để đổi. Đổi đi mà em. Nhưng mà chị đói quá rồi. Đây, cho chị. Chị cảm ơn. Mà cho chị rồi thì bỏ tay ra đi. Vì không muốn nhìn thấy chị gái Annabella bị đói bụng, nên Parker đã quyết tâm chia tay người bạn thân nhất của mình để đổi lấy bữa ăn cho chị. Em không ăn à? Không. Thế thì chị ăn hết. Hả? Bao giờ bố mới về đón chúng mình đi ăn vậy nhỉ? Chị ăn hết cả siêu nhân của em rồi mà vẫn thấy đói à? Đúng thế. Chị nhìn đi đâu vậy? Lui ra. Hai cái đứa trẻ con vừa nãy dễ lừa thế không biết. Hóa ra hắn đã lừa chúng ta. Đứng yên, giơ tay lên. Phản kháng là tôi bắn ngay. Tốt lắm. Dám lừa bọn ta. Chú cảnh sát kìa. Chú ơi, mau vào đây. Cảnh sát rồi lấy hết đồ đạc của bọn cháu đi ạ. À, về đồn mau. Yeah, vậy là bắt được tên lừa đảo rồi. Hai con, bố quay lại rồi đây. Wow, là siêu nhân xanh này. Bố mua tặng con trai đây. Và mình tiếp tục chuyến dã ngoại thôi. Yeah. Sao hôm nay nhà cửa tối thế nhỉ? À, từ góc nhà, bố Parker trong bộ dáng bảnh bao, trên tay là một bó hoa rất to. Ông cười tươi và từ từ tiến đến trước mặt mẹ Parker. Tặng em. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Chúc mừng ngày cưới của bố mẹ.
cảm ơn con. Khoan hô, khoan hô. Chắc chắn hôm nay anh ấy sẽ cho mình một bất ngờ như thế. Thế này là thế nào? Cả hai đều không nhớ đến ngày đó sao? Kìa mẹ ơi, tránh ra nào. Yeah, thắng rồi. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Anh không biết. Kìa, hình anh đi bố. Anh nhớ kỹ lại xem nào. Là ngày gì được nhỉ? Ngày phụ nữ, ngày quốc khánh hay là ngày của những bà mẹ nhỉ? Có biết sao? Chơi tiếp nào. Ơ kìa bố, bố không đuổi theo dỗ mẹ à? Cứ cho mẹ con một mình nguôi giận đi đã. Vài giờ sau. Yeah, lại thắng rồi. Ui giời. Khoan, mẹ kia. Nếu muốn cứu vợ thì đến đây mau. Đây chắc là vị trí mà bọn chúng gửi đến rồi. Là hướng này. Vợ của tôi đâu? Thả cô ấy ra. Muốn tìm vợ à? Đây. Nếu muốn gặp được vợ thì ngươi phải hoàn thành được 3 thử thách của ta đưa ra. Và đây chính là thử thách đầu tiên. Tìm xem đâu là tay của vợ ngươi nào. Không phải. Ôi giời, mùi kinh quá. Sao giống nhau vậy con? Hả? Bố không nhớ nổi bàn tay mẹ à? Có thế nhỉ? Lúc này, bố Parker liền nhớ đến một điều. Em có đau lắm không? Dạ không. Trên tay mẹ con có một vết sẹo. Đây chính là tay vợ tôi. Đứng yên. Chưa xong đâu. Annabella, cẩn thận khói độc. Chồng ơi, con ơi. Vợ ơi. Các ngươi. Mau đưa cô ta lên. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Annabella, ở kia. Mau thả ta ra. Bằng chúng kìa bố ơi. Ê, quá đà rồi. Vòng 2 bắt đầu. Lại gì nữa vậy? Trong hai người này, ông chỉ được chọn một mà thôi. Chè thế thì khác gì đánh đố. Giờ phải làm thế nào đây con gái? Con cũng không biết phải làm thế nào nữa. Mau nghĩ đi nào. Từ từ chứ bố. À, có rồi. Bố nhìn đây. Hả?
Sao cô ấy lại cười như vậy nhỉ? Ngạc nhiên chưa? Poppy đây. Sao lại là Poppy? Là tớ chứ còn ai nữa. Sao lại là mọi người? Sao tất cả ở đây? Vì anh quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta nên em mới phải bày ra trò này. Hóa ra mọi người lừa tôi. Chuyện đó bây giờ quan trọng mà. Anh xin lỗi, ngày quan trọng thế mà anh còn quên. Anh thật là đáng trách. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Cuối cùng thì một buổi lễ nhỏ cũng đã được diễn ra. Chúc mừng ngày cưới của chúng ta. Hôn đi, hôn đi. Được rồi, được rồi. Tuyệt quá, hoan hô. Tại văn phòng thí nghiệm của Parker. Trong căn phòng thí nghiệm với ánh đèn mờ ảo, trên tường dán rất nhiều những bức ảnh của hai người. Đó chính là Parker và Bellamy. Họ là một đôi bạn rất thân và có cùng niềm đam mê khoa học như nhau. Tại sao chúng ta là bạn thân? Cùng là nhà khoa học, nhưng phát minh của cậu lại luôn được công nhận, còn tôi thì không. Phòng thí nghiệm Bellamy. Thành công rồi, ta tạo ra thuốc sự sống rồi. Annabella, tỉnh dậy uống thuốc nào con. Dừng lại. Cậu buông tay ra, mau đưa thuốc sự sống cho tớ. Tớ cần nó để nhận giải. Không được, đây là thuốc tớ dùng để cứu con gái tớ. Bỏ tay ra. Không được. Cậu không được lấy nó. Oh no. Đau quá. Hả? Thuốc của ta. Bellamy, sao cơ thể cậu lại yếu như vậy? Con bé đã uống một nửa. Nếu cậu muốn có thuốc sự sống thì phải chăm sóc con bé thật tốt. Đừng như vậy mà, tỉnh lại đi. Mình không cần giải thưởng gì nữa, cậu phải sống. Bellamy, mở mắt ra nhìn mình đi. Cậu không được bỏ mình và con bé. 10 năm sau. Phải nấu nhanh hơn chút nữa, con bé sắp đi học về rồi. Bố ơi, con về rồi đây. À, con gái. Bố nấu món gì mà thơm thế? Đây, đây, món yêu thích của con gái đây. Ôi, thơm quá. Chỉ có bố là chiều con nhất thôi. Tất nhiên rồi, ra bàn ngồi ăn đi con. Đồ uống của con gái đây. Con cảm ơn. Bố cũng ăn đi ạ. Sau khi Bellamy mất, Parker luôn cảm thấy hối lỗi nên đã nuôi dưỡng yêu thương Annabella như con ruột. Này con gái, đi học vui không? Dạ, hôm nay con... Hay là ở lớp, các bạn bắt nạt con à? Dạ không. Ai dám bắt nạt con gái? Bố sẽ không tha đâu. Trời ạ. Ôi không, con xin lỗi. Bố ơi, hay là bố cho con mượn vài phát minh của bố nhé. Một tí thôi. Được không ta? Thôi được rồi. Đấy, con biết là bố chiều con nhất mà. Ồ, nhiều quá trời vậy. À, đây rồi. Bảo bối là chiếc điều khiển thông minh. Có chiếc điều khiển này, con có thể điều khiển hoạt động của người khác theo ý muốn của con. Điều khiển? Con xin. Phát minh của bố là điều tuyệt vời nhất. Phát minh của cậu là tuyệt vời nhất. Câu nói của Annabella làm Parker nhớ lại ký ức. Cậu thật tuyệt vời. Chỉ có cậu và con bé là công nhận các phát minh của tớ thôi. Ờ, cái đứa mồ côi hôm nay vẫn dám đi học cơ à. Các cậu ấy lại thế nữa rồi. Thôi, về nhà trốn đi, đi học làm gì. Về đi, về đi. Thật quá đáng. Cả lớp trật tự, lấy sách vở ra, thầy sẽ kiểm tra bài cũ. Cậu đã học bài chưa? Joker, lên bảng. Cơ hội của mình đến rồi. Cố lên. Dừng lại cho ta. Em đọc bài đi. Gập người xuống. Chuyện gì vậy nhỉ? Cậu sao thế? Mau nói đi. Cho đáng rồi. Sao vẫn chưa đọc bài hả? Quạt 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 quạt. Ôi trời. Cậu đang giỡn trong lớp phải không? Đã quá, đã quá. Dừng lại nào. Tiếp tục. Quạt 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 quạt. Mình bị
sao vậy? Sao không kiểm soát được hành động? Ui da, đau quá. Joker, ra khỏi lớp mau. Cậu ấy bị sao vậy nhỉ? Chắc là do hay bắt nạt người khác đó. Tuyệt chiêu bảo bối của bố quá đỉnh. Các cậu, chắc chắn chuyện trên lớp hôm nay là do cậu. Và cái phát minh quái dị là do bố nuôi cậu làm ra, đúng không? Không cho phép cậu nói xấu bố nuôi tớ. Phải cho các cậu nếm trải sự lợi hại của chiếc máy thần kỳ này. Sao thế này? Khởi động đi chứ. Ê, máy hỏng rồi à. Để xem lần này ai cứu được cậu. Có ta đi. Để xem lần này ai dám bắt nạt con gái ta. Bố. Con đuôi hỏng. Ao gấu tết đi. Chúng tôi lại sợ quá đi. Lên. Cậu dám coi thường ta. Bảo bối bao tay cung phu xuất hiện. Lão già này sẽ cho hai nhóc biết thế nào là lễ độ. Ê, tha cho cháu. Tha cho cháu dạ. Phải cho các cháu thấy sự lợi hại của ta. Con gái ta không sao chứ? Không ạ. Bố, tránh ra. Con gái, con không sao chứ? Lũ nhóc này. Bố, các bạn ấy không cố ý đâu. Annabella, chạy, chạy nhanh thôi. Con ơi, đừng bỏ bố. Tất cả là do mình, là do lỗi của mình. Còn bé mới uống một nửa thuốc nên bệnh chưa khỏi hẳn. Tất cả là do mình đã hại con bé. Mình thật là vô dụng. Bao lâu nay mình đã nghiên cứu ra thuốc sự sống, cuối cùng chỉ cần một nguyên liệu nữa thôi. Con bé thật đáng thương. Chuyện gì thế này? Thuốc sự sống. Thì ra phương thuốc cuối cùng cần phải có người hy sinh một phần sự sống để hoàn thành loại thuốc này. Uống thuốc nào con gái. 5 phút sau. Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Bố, bố sao vậy? Tỉnh dậy đi. Bố, bố có sao không ạ? Không sao con. Con sao rồi? Con khỏe như siêu nhân này bố. Vậy là tốt rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã giữ đúng lời hứa với cậu. Chăm sóc con bé khỏe mạnh và lớn lên với trái tim ấm áp và yêu thương. Trả em đi, trả em. Các con ơi, bố có mua bim bim cho mấy đứa đây. Yeah, bố là nhất. Hai con ăn thì nhớ để phần cho em nữa nha. Bố cứ yên tâm, chúng con nhớ rồi ạ. Đưa đây nào. Không, là của anh chứ. Một lúc sau. Ngon quá. Công nhận là ngon thật. Bỏ cái tay ra. Hết bim bim rồi à? Sao em ăn nhiều thế? Hết phần Annabella rồi. Annabella sao? Phải làm sao đây? La 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 la. Chuyện này buồn cười ghê. Bọn anh ăn no lắm rồi, phần em đấy. Thật không vậy? Thôi kệ đi. Chiến thôi nào. Ê, rắn à. Gì thế mấy kia? Thì ra là các anh. Các anh chết cho em. Yeah. Chạy mau. Các anh đứng lại. Đứng lại mau. Chắc không có ai trong phòng đâu nhỉ? Phải tranh thủ tìm thôi. Ở đây không có. Ở đây cũng không. Hai anh ấy giấu đồ ăn vặt ở đâu nhỉ? Ôi, 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 ôi. Ui da, cái mông của mình. Thấy rồi nha. Ở đây cũng không có là sao? Không thấy, ở đâu được nhỉ? Mệt quá, chả muốn tìm nữa. Buồn ngủ quá. Hay là ở dưới nệm nhỉ? Mình lại tìm thử xem sao. Cái gì đây? Có trò hay rồi đây. Trận bóng hôm nay cứ phải gọi là hết nước chấm luôn. Leo leo, nhìn xem đây là gì nào. Thôi.
thôi xong rồi. Anh đã bảo em tiêu hủy chứng cứ đi rồi mà. Thế ai bảo anh giấu dưới gầm giường làm vậy? Tất cả là tại em, tại anh đi. Hai đứa giỏi lắm, đưa cái mông ra đi. Lần này bố sẽ không tha cho hai đứa. Thôi xong rồi, bố tức thật rồi. Bố phải cho hai đứa một trận. Bố ơi, chúng con biết lỗi rồi mà. Ui da, đau quá. Chúng mình nhất định sẽ cho nó một bài học. Ui da, đau quá. Mối thù này nhất định phải trả. Hai anh đưa em đi đâu thế? Bọn anh muốn xin lỗi em, cho em một bất ngờ ý mà. Thật á? Ừ. Thôi, vào đây nhanh lên. Annabella bị bịt mắt đưa đi mà không hề nghi ngờ gì. Parker và Dawson liền dẫn Annabella vào một tòa nhà bỏ hoang gần nhà. 1, 2, 3, mở ra nào. Đây rồi, nhiều đồ ăn chưa? Wow, thích quá, thích quá. Các anh ơi, đồ ăn của ai mà nhiều thế? Cho em đấy, ngồi đây đợi bọn anh nhé. À, sao hôm nay các anh lại tốt thế nhỉ? Thôi kệ, mình ăn đã. Ôi là trời, ngon quá đi mất. Hôm nay mình phải ăn hết chỗ này mới được. Vài giờ sau. Ui, no quá đi. Hết mất rồi còn đâu. Mà khoan đã, sao các anh vẫn chưa về nhỉ? Có mỗi mình ở đây sợ quá à. Xin chào. Ê, có mẹ. Mẹ ơi, cứu con, cứu con. Là bọn anh đây. Yeah, thành công rồi. Hả? Các anh. Em sẽ về mắt bố. Tránh ra. Thôi, chúng ta đi về nào. Từ phía đằng sau hai anh em xuất hiện một bóng ma đang nhìn chằm chằm vào con gấu bông trên tay Annabella rồi biến mất. Nóng quá đi. Anh, bật quạt đi. Các anh ơi, lạnh thế này mà các anh bật quạt à? Em lạnh quá, các anh tắt quạt đi. Em bị làm sao đấy? Lạnh quá, lạnh quá. Sao con gấu lại biết bay? Hay là mình hoa mắt nhỉ? Ê, có mẹ. Cứu bay. Đâu, đâu, mà ở đâu? Annabella, em nhìn xem có ai đâu, em bị sảng à? Lần sau đừng có hét ầm ĩ lên như vậy nữa. Chắc chắn là mình đã nhìn thấy. Mình phải bắt con ma đấy để chứng minh cho hai anh mới được. Nói là làm, Annabella liền bắt tay vào kế hoạch chứng minh cho hai anh chuyện có ma là thật. Ồ, có ma thật kìa. Đừng đánh tớ, tớ chỉ muốn chơi với gấu bông này thôi. À? Đừng đánh tớ mà. Thế cậu thích con gấu bông này lắm à? Đúng thế, nó rất giống con gấu bông ngày trước bố tớ đã tặng cho tớ. Thật tội nghiệp cho cậu ấy. Thôi đừng khóc nữa, hay là chúng mình làm bạn nhé. Hai đứa mình cùng nhau chơi. Ừ, tớ đồng ý. Vậy là từ lúc đó, Annabella và bạn ma đã trở thành bạn bè. Cả hai đều cùng chơi đùa rất vui vẻ. Không biết Annabella làm gì ở bên trong đó vậy nhỉ? Ui, sao nó lại ngồi một mình trong phòng nhỉ? Annabella, em bị tự kỷ à? Sao lại ngồi chơi nói chuyện một mình thế kia? Ai tự kỷ chứ? Là em chứ ai. Thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi nào. Tớ sẽ dạy cho hai anh cậu một bài học. À, cậu đâu rồi? Đây rồi. Em đi đứng kiểu gì vậy? Có mà anh đi. Anh lừa em xong, ngắn chân để em ngã chứ gì. Bỏ ra. Ôi mẹ ơi. Wow, cậu giỏi thật đấy. Từ giờ, hai anh của cậu sẽ không dám bắt nạt cậu nữa đâu. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Chơi với cậu tớ rất vui. Nhưng giờ tớ phải đi rồi. À, sao lại thế? À, đợi tớ một chút. Tớ có quà tặng cậu. Dù mới quen nhưng chúng ta sẽ mãi là bạn. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Giờ tớ phải đi đây. Bye bye. Ma, cô ma. Thật đáng đời hai anh ấy. Đứng lại.
mau. Cô đứng lại không hả? Có giỏi thì bắt đi. Leo 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 leo. Ui da, cái đầu của tôi. Thôi chết. Tên kia. Mệt quá đi mơ. Người ăn cái gì mà khỏe thế hả? Cảnh sát và tên trộm cứ thế đuổi nhau mãi mà chưa phân thắng bại. Xem lần này, ngươi còn chạy đi đâu? Ây dồi, đau quá. Đây thì chạy này, chạy này. Trong lúc hỗn loạn, chiếc vali đã tình cờ bị văng ra xa đến một nơi khác. Chiếc vali cứ thế văng xa và rơi xuống một khu vực gần đó. Ông trời ơi, con muốn có thật nhiều tiền. Cái gì vậy trời? Cái gì đây? Hình như bên trong có gì đó. Trời mặt quá. Hả? Vàng. Đúng là mình ở hiền gặp lành. Cậu đừng ước thấy. Mình có nên báo công an không nhỉ? Sao lại báo? Đây là của trời cho. Không được. Một đứa trẻ ngoan khi nhặt được tiền sẽ đi báo cảnh sát. Không cần trả lại. Phải trả lại. Không cần trả lại. Phải trả lại. Phải trả lại. Này thì trả này. Ở bên này, cảnh sát và tên trộm vẫn đang mãi mê vật lộn với nhau. Mau trả lại đi. Dừng lại. Cái vali biến mất rồi. Chết rồi. Cái vali đâu rồi? Mau tìm đi. Mặc kệ chiếc vali, hôm nay ta phải bắt ngươi trước. Chết rồi. Hắn tẩu thoát rồi. Đứng lại. May quá, không có ai cả. Ý. Đánh chén thôi nào. Hôm nay không có anh trai ở nhà, mình tha hồ ăn bim bim một mình. Đưa đây nào. Này thì ăn bim bim một mình này. Nhiều vàng quá. Wow, anh lấy ở đâu nhiều vàng vậy? Ở trên trời rơi xuống đấy. Sao lại thế? Hay là anh bim bim làm gì? Anh dắt em đi ăn gà rán. Hoan hô. Wow. Chủ quán, chú có bao nhiêu gà? Cháu mua hết. Nghe cô, ra chỗ khác chơi. Đi đi, nhanh. Annabella. Vòng. Có luôn. Bằng này đủ không chú? Đủ. Rất là đủ luôn. Mời hai thượng đế vào trong. Wow, trong đây xịn sò thật đấy. Anh ơi, tí mua cho em cái kia nhé. Mua hết. Mua hết. Trời ơi, cái vali đâu mất rồi chứ? Đúng lúc tên cướp đang rầu rĩ không biết thất lạc chiếc vali ở đâu thì Annabella cùng anh trai cùng nhau bước đến. Chiếc vali đó, đó là vali của mình mà. Anh ơi, nhìn người ta đáng thương quá. Được rồi, cho chú này. Chúng cháu đi đây ạ. Ta sẽ lấy lại những gì thuộc về ta. Ngon quá anh ha. Chiếc vali đây rồi. Mình kiếm chỗ khác chơi đi. Tay của ta. Các người được lắm. Cứ chờ đó. Lần này ta đã chuẩn bị thật cẩn thận rồi. Cuối cùng nó cũng trở về với ta rồi. Hình như có tiếng bước chân. Tới nào. Tên nào? Tôi. Thì ra người ở đây. Đứng lại cho ta.
Sao lại đen đuổi thế cơ chứ? Tên kia, đứng lại! Hắn chạy đâu mất rồi? Hướng này đi! May mà hắn không phát hiện ra! Đứng lại! Hầu được cái vali đây! Không đừng hầu về nha! Chúng cháu không cầm vali nữa chú ạ! Đúng vậy ạ! Im miệng! Vậy đồ ở đâu? Đồ ở đây! Đứng lại! Ngươi đã bị bắt! Cảm ơn các cháu nhiều! Các cháu làm tốt lắm!